Trời đất ơi. Hello và xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Dương, sau đây mình tìm gì quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Zero Gaming. Và là tôi sau đây. Và ngày hôm nay tôi cùng với Vịt Tí Hôn sẽ cùng nhau chơi một cái con map mới ở trong Mini World có tên là Bà Ngoại Granny. Và con map này trong Mini World rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới tìm thấy được một con map mà đầu tư quá cái chữ lắm mọi người. Đến cái nỗi mà giờ bà Vịt bà đang nhìn con nhân vật Bà Ngoại Granny mà bà sợ luôn rồi mọi người. Có đâu sợ, có vui thôi mà. Rồi, bấm chuyển cảnh rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta chơi thử nha anh em. Đây, game Bà Ngoại Granny này thì mình đã phá đảo một lần rồi. Bây giờ em muốn chọn chế độ nào? Dễ nhất. Dễ nhất hả ta? Chứ vậy lại sao mà tối hư vậy? Sao tối hư vậy? Thôi mình chỉnh cái chế độ nào nó sáng sáng đi ha. Chế độ difficult. Normal là bình thường là chỉ có normal thôi. Normal ha. Ồ, có audio. Ủa cái này là FOV mà. FOV là gì? FOV là tầm nhìn mà. Ủa sao tầm nhìn nó là nằm ở trong cái phần gọi là chỉnh âm thanh. Thôi được rồi, vô. Chỉnh vậy được rồi mọi người, vô. Continue. Yeah. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chơi Bà Ngoại Granny ở trong Menu Wii mọi người ơi. Đang lót đinh. Ui, đây một. Đây một mọi người. Ok, damn. Ủa sao anh chắc bắt đầu không được? Ủa sao Mini World giờ làm đỉnh ta? Anh ơi, anh đẩy cái mic lại gần xíu nữa, mấy bạn kêu là giọng em khó nghe. Lip Deep How. Mình lụm được cái bình này. Ê, cái mát này ok nè. Lụm mà lụm được luôn kìa. Drop làm sao vậy? Drop. Ủa, có nút tắt nào để mình drop không? Drop là sao? Là quăng cái bình ra vậy nè. Cái này là sao để quăng được? Không biết là mình phải để chuột vậy nè, mình phải ẩn chuột ra mình mới quăng được. Nhưng mà sao trong đây mình di chuyển chậm quá mọi người ơi. Tôi sợ gặp bà cái mình chơi trốn được. Ơ chui vô giường trốn được không? Trời ơi chữ R để trốn vô giường. Ảo ta. Ờ cái này cái gì vậy? Cái này đạn hả? Ủa đạn. Ê, nhưng mà anh đã sáng chân vậy bà nào gắm ra? Bà ra được mà. Trời ơi, sáng vậy bà mới ra bà già. Bây giờ mình ngồi không có ngồi được mọi người ơi. Ủa trong đây là gì vậy? Cái này mình phải mở tủ ra để mình lấy nè. Ồ, cái gì đây? Cái này không lấy được, cái này không có lấy được. Cái này giống cái đàn piano quá à. Đâu có, cái đó hình như lỏng tim gì á, nhưng mà mình không có lấy được. Bây giờ mình đi xuống dưới đây. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng vô mày. Cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay. Khi cháu dâng lời, cháu thấy bà vui. Nhưng mà sao rồi? Ồ. Ồ. Ngồi vậy. Nhưng mà anh thấy cái gì ngoài sân không? Thấy. Thấy thùng. Hả? Chứ cái gì bà già? Dùng mô là không. Buông nghìn năm. Mình ra được bên ngoài rồi nè. Anh ơi, cái tiếng kìa. Tiếng gì? Không có tiếng gì hết. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Bây giờ là mình phải đi tìm đồ giống như trong Bà Ngoại Granny thiệt mọi người ơi. Nhưng mà trong Bà Ngoại Granny thì có mấy cái món đồ mình biết chứ. Trong đây mấy cái món đồ nó kỳ kỳ mọi người. À, là anh ngồi được luôn kìa. Đúng rồi, nhưng mà... Ôi nhưng mà nếu như mà mình ngồi như này thì có phím tắt không chứ, gặp bà mình ẩn chuột mở chuột vậy bà gõ đầu mình chết mọi người. Đù, bây giờ mình cần một cái gì đó để kết tinh mọi người ơi. Mình cần cái gì đó để cái gì vậy? Dạ. Giật mình tưởng bà. Bà ơi bà ở đâu bà? Ra đi bà. Ủa tự nhiên bà ở một chỗ với bà ra làm chi? Bà ra mới sợ ghê. Bà ở đâu ta? Nhưng mà giờ bà ra anh tốt ở đâu? Không biết nhưng mà bây giờ phải đi kiếm đồ nè. Bà ơi, bây giờ mình phải biết vị trí của bà ở đâu thì mình mới múa được. Hết hồn liền. Hào hán. Giật mình liền. Cái này là cần rìu để chặt rồi mọi người. Tôi nhớ cái đoạn này. Nhưng mà sao? Cần, shotgun. Shotgun. Ê, bắn bà được không? Bắn bà. Được, nhưng mà sao tôi quăng đồ mà bà không nghe ta? Bà tới công chuyện rồi anh ơi. Đúng rồi. Shotgun. Cầm shotgun lên lấy đạn. Sao lượm shotgun hết được rồi? Ủa? Đây rồi. Đây, bây giờ là mình sẽ cầm cái shotgun xong rồi mình sẽ
đi lấy mấy viên đạn mọi người à. Ủa được hôm qua nghe sợ, đang sợ mà hôm qua biết anh. Nhưng mà sao nãy giờ không thấy bà ta? Thì anh cứ chơi đi, anh cứ làm hoàn thành nhiệm vụ đi. Ủa cái này cái gì nè? Cái này là, ô có nhiều đồ quá mọi người. À về mới để anh có tính chọc chó nè. À có chọc chó đâu trời. Mà anh có biết nhiệm vụ của anh là gì không? Có nhiệm vụ không? Bây giờ mình cần phải lấy những cái món đồ cần thiết để mình có thể đi đi khỏi cái ngôi nhà này. Thì mình đi khỏi ngôi nhà này đi, mình kệ bà đi. Rồi làm sao mà đi khỏi thì bà không nói. Mình có cái răng này rồi nè. Cái răng này để đâu ta? Tôi quên mất. À cái răng này. À không, cái răng này hình như là ở dưới tầng hầm mọi người ơi. Đúng không ta? Thôi mình cứ đem mình tập trung hết mấy món đồ mà mình kiếm được vô một chỗ đi mọi người. Chứ bà dịch là thấy bà là kiểu ôi bà kìa. Bà dịch bà nhét quá mọi người. Ủa nhưng mà sao nó giờ không thấy bà ta? Nhưng mà nãy giờ đi vòng vòng có một chỗ vậy. Bà đi lấy đồ nè, bây giờ không thấy bà sao làm content được? Anh tính là anh tính làm hai cái hả? Không phải. Cái này là cái pack of shotgun nè, là hai cái này nó lắp ráp lại là thành một. Ồ. Thì sao nãy không gọi nó lắp được? Lắp không được. Hình như phải có cái bàn nó mới lắp được á. Em mới thấy anh làm. Không có cái bàn, có cái bàn là mới lắp được, đúng rồi. Bà ơi bà, cháu yêu bà vậy? Lắm, tiếng chân của anh. Oh, đây rồi. Let's go. Chín rồi, chẳng chơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới tầng hầm, xong rồi mình cắt dây điện dưới tầng hầm. Đó. Anh ơi, rung rung, em nghe rung rung cái gì được kìa. Hả? Thấy rung rung chứ sao nghe rung rung bà vậy? Thấy rung rung chứ sao nghe rung rung. Em sẽ lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm cái này mình xuống dưới đây, xong rồi mình cắt cái dưới đây là hợp lý. Mình cắt cái gì? Cắt cái dây chớp 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 đó hả? Không phải, mình cắt dây điện nha bà. Nhưng mà cái chết chết là cái gì? Từ từ. Anh nghe tiếng chân của bà rồi. Anh nghe tiếng chân của bà rồi dịch ơi. À cái shotgun đem xuống dưới đây mới đúng. Ủa nhớ rồi nhớ rồi. Lâu quá không có chơi gọi là Randy 1 này, không có nhớ mọi người quên. Ghê quá. Đó cắt rồi nè ha, cắt rồi nè ha. Cắt rồi xong rồi vô đây. Drop ở đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên mình lấy shotgun mình đem dưới mọi người. Nhưng mà cái cơ chế ngồi trong đây khó chịu quá. Khó chịu thiệt. Đó là làm ngồi cho lại điện thoại mọi người ơi. Đâm ra là tôi chơi máy tính khó chịu quá. Trời ơi. Sợ quá à. Sợ quá tiếng Hàn đó hay sao? Sợ quá à. Sao tiếng Việt mà. Tiếng Hàn đó hay sao? Không có nhớ. Không có biết tiếng Hàn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngược lại qua đây mọi người. Tôi không biết là bà có ở trên đây không ta. Ô bà kìa. Em thấy bà chưa? Không thấy. Hình như bà này bà không có di chuyển xung quanh nhà các bạn ơi. Bà không có di chuyển xung quanh nhà bạn ơi. Bà cao quá sao bà chui xuống đây được. Ôi nhưng mà bà dễ chơi mọi người. Game này dễ chơi rồi, game này dễ với tôi rồi. Quýnh bà, quýnh bà. Bây giờ tôi sẽ dụ bà vô cái chỗ nào mà bà đứng ở trong luôn á. Không sợ, không sợ, không sợ. Không sợ đúng không? Rồi tôi sẽ xuống dưới tôi cho bà. Bà ơi bà cháu yêu bà Lâm. Bà nghe tiếng mà không đi lên luôn mà. Có bà nè. Mất đi tiêu. Ghê quá. Ồ, bỏ cái bán súng vô đây rồi mọi người ơi. Bây giờ mình cần thêm cây súng là được. Ôi bây giờ tôi mà lên trên đây cái là bà không dí được tôi luôn á mọi người. Xin lỗi anh á, bà hơi bị cao, bà quất một cái thôi. Ồ mà lên trên đây bà không dí được anh đâu, hứa. Cái chỗ này anh thấy hình như là anh lên được vậy ta. Anh đừng bắt tự. Anh chơi mà anh chơi chết. Anh chơi bắt tự.
từ từ, nhưng mà tôi nhớ cái chỗ này, cái chỗ của con nhện. I'm okay, I'm fine. Kinshana, Kinshana, ting ning 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 ning. Ai cho ai khiến mình vậy thiên tâm? Cái chỗ đó là chỗ của con nhện đó dịch. Giờ sao ra được? Con nhện nhìn nó ghê hơn bà nữa dịch. Sợ không? Sợ dân siêu to luôn đấy à. Ủa? Không có đồ với ta. Ê, cái ổ con nhện đúng không? Không phải, cái này là để mình lấy đồ á. Ủa, cái này là gì đó? À, cái tầng hầm ở bên dưới. Ủa, nhưng mà sao anh lên được lỡ mọi người? Vậy nó có đường nào lên nữa hả? Không biết nữa, nhưng mà con nhện đâu anh không thấy nè. Em mới thấy hồi nãy luôn rồi đó. Cái nhà kia trời ơi. Ủa? Sao mà dí được tao? Sao mà dí được? Sao mà dí được? Ha? Sao mà dí được? Sao mà dí được? Ha? Kinh nghiệm chục năm chơi mini world sao mà dí được? Ui nhưng mà sao đồ ở trong đấy nó lộn xộn hết trơn mọi người. À, để tôi lên trên tôi kiếm thử, lâu quá tôi không có chơi game đi mà tôi quên rồi. Nhưng mà em thắc mắc một cái là cái chỗ nãy anh lên á là mọi người đều lên bằng đường đó hay sao? Đúng rồi. Là đều phải vô lên bằng đó phải bắt bắt tường hả? Không. Ở đó đường gian á. Chứ còn đường thử đi đường nào? Đường đi đường khác, bình thường là em phải mở đường để em đi này kia đồ. Anh đi vui à? Trời ơi, chơi game chơi còn cái vui nữa. Ôi. Sao vậy? Ồ, hình như mình rớt xuống mình chết rồi. Sao vậy? Mày đặt kinh nghiệm chơi à? Ai biết đâu cái chỗ đó nó để vậy mà. Cái chỗ đó nó để rớt xuống mà, tôi biết đâu. Tôi đi, tôi cho bà nhìn mặt bà tiếp nè. Giỡn thôi, mình là đồng đội với nhau mà. Không lẽ mình làm vậy nhau. Ôi nhưng mà hình như mình rung chuông vàng này là bà không có tới hay sao á dịch ơi. Rung chuông vàng để làm gì? Em sợ lắm à. Em rõ ra chứ mắt cao em đụng anh. Mình rung chuông vàng đó là để bà mình dụ bà tới. Thôi mình đi qua cái chỗ của bà. Rồi góp. Sao mình cầm cục gỗ luôn rồi? Ủa sao mình cầm cục gỗ luôn rồi mọi người? Cú mê nà hàn ra xa xa kít. Ê lâu rồi tôi không có chơi game đi này, tôi quên mất cái cách chơi rồi. Tôi quên mất cách chơi ngoài game đi nè mọi người. Trời ơi bạc đầu luôn rồi này trời ơi, sao anh chống đầu dưới đất hoài vậy? Chết rồi, bây giờ cái bà ngoại Danny này là chơi cần lấy cái gì mọi người có thể comment dưới đây mọi người. Chỉ tôi được không? Đúng rồi, tôi quên rồi. Giúp chị gom bá đạo đi. Chứ tôi sợ quá. Em thấy ai bị treo trong phòng vậy anh? Mình quay lại mình sẽ... Ui bà. Bà chưa thấy mình. 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 Ồ bây giờ bà mới bắt đầu di chuyển rồi nè mọi người. Ơi, hình như mình mở được cái phòng đứa con của bà rồi hay sao á. Em thấy rồi, chị treo trên tường đúng không? Đúng rồi, đây nè. Anh ăn ai kìa. Biết ở bút, cần một cuốn sách. Hook. Thở oxy rồi, thở oxy rồi, thở oxy rồi. Tháng 7 mà còn chơi game kinh dị. Bà đi chậm quá. Bà đi chậm quá, con muốn flo luôn nè. Bà đi chậm quá. Láo thiệt chứ. Cái gì? Bà cầm cái cây gì? Bà dám kêu tôi láo hả? Bà anh hồ em bà. Láo tiên. Mua gà vật, gà. Gà. Đi gà. Láo tiên thiệt á. Bây giờ đi vòng vòng tôi không biết tìm đồ ở đâu đây nè, trời ơi. Ủa, nó không có hướng dẫn hả? Có, nhưng mà hồi đó anh chơi rồi mà anh quên mất tiêu rồi. Ê, anh đi lên thử trên lầu anh. Hết hồn. Ê, cung trời mới nè. Không, chỗ này chỗ cũ mà. Mới. Cũ. Bút thì phải ở trong tủ chứ, không
mở tủ ra sao có bơi có sách được. Từ đây bây giờ tôi đi kiếm đồ nè. Không có đồ. Ủa? Ui, shotgun. Vật liệu gỗ mà. Ấy hình như mình chết xong mình bị lỗi luôn rồi mọi người. Giờ mình lượm đồ không được. Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tôi khám phá ngôi nhà này. Cuốn sách kìa. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ chơi lại ở phần 2 thôi. Chứ bây giờ mình phải đi khám phá nè. Cái chỗ hồi nãy mình đi là mình phải xuống từ cái cống này. Mình phải kiếm chỗ để mình mở cái cống này. Đi mũi vậy. Chơi bắt cường. Chơi hạ bám tường lên. Đấy nha, cái map này bạn này làm khá là đẹp nha. Nhưng mà bạn này nên sửa lại một chút mọi người ạ. Cái map này bạn này nên cấm nhảy. Thứ nhất là cấm nhảy nè. Thứ hai là ngồi phải làm cho máy tính nữa. Đúng rồi, phải có hướng tắt cho cái nút ngồi nữa. Chứ tôi ngồi hơi bị khó khăn á. Ngồi hay đau lưng ha, người già cả. Mấy bạn ơi, không cảm đi. Tôi nghĩ là hôm nay mình đi mình test map thôi. Là mình coi lỗi của map này thôi. Chứ mà không chơi hết được đâu. Tôi phá đảo phần 2 mọi người coi. Bà phá đảo hay tôi phá đảo? Tôi ngồi kế bên, tôi cổ vũ. Ôi, được rồi anh em ạ. Trước khi gọi là kết thúc video này thì tôi xin phép mọi người bà lại tặng cho chị vợ con một cái tát yêu thương đi bà. Hình như là tới 5 đêm là mọi người, tức là mình còn thêm một cái tát yêu thương từ bà nữa. Không thì bản gốc là bà ụp cái mặt sát vô chỗ mình luôn á. The last day rồi mọi người ơi. The last day rồi, ngày cuối cùng rồi. Hôm sau mình cho bà quýnh thêm cái cuối cùng nha. Dạ thương em. Ủa bà quýnh bây giờ phải thuộc rồi chứ. Không sợ, không sợ. Bà đâu rồi. Không sợ. Bò ơi. Không sợ. Bò đâu. Nhét quá, dịch nhét quá. Anh ơi, yêu không dĩa. Bò đâu. Bye bà. Bà đây nè. Bà. Quen rồi, hết sợ rồi. Ok, hôm nay mình test máu thôi. Các bạn hãy chỉ cho tôi cái cách để phá đảo Randy này. Thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và hẹn gặp lại mọi người video tiếp. Bye bye.